Thưa quý vị, để tạo sự khác biệt trong sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng sức hấp dẫn, thu hút khách bền vững, trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã chú trọng vào việc tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, xây dựng Đà Nẵng là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu. Phóng sự được thực hiện nhân ngày du lịch thế giới năm 2023. Sau thời gian dài ảnh hưởng của Covid-19, Sở Du lịch cùng các sở ban ngành, các doanh nghiệp tổ chức thành công chuỗi các sự kiện lễ hội quy mô lớn tiêu biểu là hội trợ du lịch trực tuyến Đà Nẵng Fantastic City. Sự kiện Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay quốc tế và ngày hội khinh khí cầu, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng, lễ hội du lịch góp Đà Nẵng, vân vân. Đặc biệt, Sở Du lịch đã tham mưu thành phố tổ chức thành công diễn đàn phát triển đường bay châu Á Rose Asia 2022, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, đã thu hút hơn 700 đại biểu có phần quan trọng để khôi phục hoạt động du lịch, khôi phục các đường bay quốc tế trực tiếp và mở thêm một số đường bay quốc tế mới đến Đà Nẵng. Thông qua việc đăng cai sự kiện Rose Asia 2022, thành phố Đà Nẵng đang kích hoạt lại ngành du lịch và định vị vị thế của thành phố như một trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, kinh tế tài chính và văn hóa. Đà Nẵng có ngành du lịch đang rất phát triển, thu hút khoảng 8,7 triệu lượt khách vào năm 2019. Cùng với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường, chi phí thấp trong những năm gần đây, sức chứa hành khách qua đường hàng không ở Đà Nẵng đã tăng từ 2 triệu ghế vào năm 2011 lên hơn 9,2 triệu ghế vào năm 2019. Sự kiện này là cơ hội để khôi phục lại tốc độ tăng trưởng thị trường chi phí thấp này. Mặc dù năm 2022 là thời điểm rất khó khăn sau đại dịch, song nhờ việc tổ chức những sự kiện lễ hội có điểm nhấn như vậy, nên Đà Nẵng đã được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022 tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award, khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022. Đây là lần thứ hai Đà Nẵng nhận được danh hiệu giải thưởng danh giá này kể từ năm 2016 đặc biệt lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thương hiệu sự kiện của thành phố trở lại sau 3 năm đã trở thành sự kiện nóng nhất mùa hè năm 2023 của Đà Nẵng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố sự phối hợp của các sở ban ngành đơn vị và đặc biệt là người dân lễ hội đã diễn ra thành công vượt kỳ vọng để lại ấn tượng trong lòng du khách khi lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ trong hơn một tháng diễn ra DIFF 2023, từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7, đạt khoảng 942.000 lượt, tăng 29% so với DIFF 2019. Mình và người yêu đến Đà Nẵng du lịch thì thấy các poster quảng cáo về lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nên tranh thủ đến xem, mình thấy không khí rất sôi động, có rất nhiều người. Thật sự là một lễ hội lớn của năm, thật sự những màn trình diễn pháo hoa rất đẹp có thể nói việc tổ chức các sự kiện lễ hội trong giai đoạn đẩy mạnh các giải pháp để phục hồi du lịch là vô cùng quan trọng và các sự kiện lễ hội mà Đà Nẵng tổ chức không chỉ dừng lại ở mức tham quan thưởng lãm mà đã thực sự mang lại nhiều trải nghiệm ấn tượng trong lòng du khách. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung khai thác điểm mạnh, các yếu tố có sự khác biệt để khôi phục và phát triển bền vững ngành du lịch thành phố. Trong đó tập trung để mà phát triển Đà Nẵng trở thành cái trung tâm hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp với lại tham quan nghỉ dưỡng, tổ chức các cái chương trình du lịch MICE, du lịch gắn với thể thao, du lịch góp để đưa Đà Nẵng trở thành một cái điểm đến về sự kiện, tạo cái sự khác biệt trên cái cơ sở tiềm năng sẵn có của chúng ta. Hy vọng rằng với định hướng phát triển như vậy, Đà Nẵng sẽ sớm đạt mục tiêu đề ra, đưa điểm đến Đà Nẵng định vị vững vàng trên bản đồ du lịch thế giới.